Rồi, khóa chạy cua luôn mọi người ơi. Cua Cà Mau nè. Ngon quá trời ngon luôn. Quá tươi luôn. Còn tươi sống luôn nha. Mình luộc chừng khoảng 15 phút là nó chín rồi. Ai cũng nói cua Cà Mau ngon hết trơn á. Nhưng mà phải ăn nó Cà Mau mới ngon nha. Chứ ngay chỗ khác nhiều khi nó không được tươi đâu. Chứ là chất lượng nó cũng không tốt nữa. Nhiều khi không đúng là cua Cà Mau á. Đây là chính xác là cua Cà Mau luôn nè. Đây sao? Ừ đúng rồi. Chứ lại ở Cà Mau thì nó rẻ hơn. Mình mua tại tại gốc á. Mà được cái là mình được cho, tức là về cũng được cho cua ăn á. Có lọc gì sao? Thịt nhóc hết trơn à. Ăn cua là chấm với muối tiêu chanh nha. Đã cháy luôn á. Hôm nay được cho 8 con rồi. Mà mới luộc có 4 con à. Mà 4 con là ăn bá cháy luôn, ăn ngán bỏ luôn. Cua này luôn, cua còn sống cho nên thịt nó rất là chắc. Không có bị ớt. Không có bị tanh luôn, tại vì nó mới. Ăn rất là ngon. Nước cốt nó cũng ngọt luôn. Nè. Cái que thấy nó nhỏ nhỏ thôi nha, chứ thịt nó cũng nhiều lắm. Có thể bóc ra ăn giống như ăn càng vậy đó, hoặc là đập chập 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 rồi mình bỏ vô miệng mình húp nó sẽ ra. Ngon quá mọi người. Các bạn nào mà muốn thử ăn cua Cà Mau á, có dịp đi về miền Tây chơi ăn tại chỗ luôn thì nó sẽ tươi ngon.